da mụn vào buổi tối. Da mụn là một trong những làn da nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Thông thường ấy, những người mà hay bị mụn ấy thì có khả năng là những người đó là thuộc tuýp da nhạy cảm hoặc là những người đó thuộc tuýp da dầu. Thế thì với những người mà hay bị mụn như vậy ấy, thì cái chu trình chăm sóc da buổi tối của chúng ta sẽ gồm các bước như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng những loại tẩy trang dịu nhẹ. Thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng những loại sữa rửa mặt cũng dịu nhẹ. Và các bạn lưu ý này, tẩy trang và sữa dịu nhẹ dành cho da mụn này, chúng ta hãy lưu ý là thứ nhất là được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên. Thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm nó ít bọt nhá. Bởi vì là nhiều bọt ấy thì nó sẽ càng làm cho cái da mụn của chúng ta nó dễ bị tổn thương hơn. Sau khi chúng ta qua cái bước tẩy trang và rửa mặt bằng loại sữa rửa mặt phù hợp rồi thì chúng ta đừng quên cái bước thứ ba nữa. Đó chính là bước tẩy tế bào sừng nhá. Nếu như chúng ta thực hiện cái bước tẩy tế bào sừng này khoảng tầm 2 lần mỗi 2 lần một tuần thì nó sẽ giúp cho cái tế bào sừng ở trên da của chúng ta nó sẽ được loại bỏ đi và nó sẽ loại cái tình trạng gì ạ, bị bít tắc lỗ chân lông. Bít tắc lỗ chân lông cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mụn ở trên da của chúng ta. Sau 3 bước đó rồi, sau khi tẩy tế bào sừng xong thì chúng ta đừng quên sử dụng những cái loại serum. Serum này phải là những cái serum mà nó giúp cho chúng ta xử lý những cái nốt mụn đó. Bạn có thể dùng kết hợp hai serum, một serum là để chấm lên các cái nốt mụn to và một serum là bôi toàn mặt, hoặc là không thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai, hoặc là chấm hoặc là bôi toàn mặt đều được. Và bước cuối cùng, sau khi sử dụng các cái bước đó rồi thì chúng ta có thể kết hợp thêm một loại serum dưỡng ẩm hoặc là cung cấp thêm vitamin cho da của chúng ta nữa.